Hậu Hoàng hóa thân thành phiên bản Thúy Hậu của Mũi Trường Long từ sao nhập ngũ lên sàn đấu vũ đạo. Động thái của Mũi Trường Long nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý của khán giả. Mặc dù sao nhập ngũ đã kết thúc từ lâu, tuy nhiên nhất cử nhất động của cặp đôi Hậu Hoàng và Mũi Trường Long vẫn luôn nhận được sự chú ý của khán giả. Mới đây nhất trên trang cá nhân của mình, Mũi Trường Long bất ngờ đăng tải bức ảnh cùng với dòng trạng thái ngập tràn thính: anh đâu phải anh hùng, cũng đâu phải siêu nhân. Bức ảnh nhanh chóng nhận được lượng tương tác khủng của khán giả. Nhanh chóng sau đó, người hâm mộ cũng phát hiện ra dòng trạng thái của Mũi Trường Long nằm trong ca khúc Anh Sẽ Luôn Thật Gần. Theo như nhiều người hâm mộ, đây có thể là ca khúc được Hậu Hoàng trình diễn trong tập đầu tiên của show truyền hình sàn đấu vũ đạo mà cô nàng đang tham gia. Được biết, Hậu Hoàng và Mũi Trường Long cũng vừa xác nhận sẽ xuất hiện trong một sản phẩm âm nhạc của Dương Hoàng Yến. Hiện tại, người hâm mộ đang rất nóng lòng chờ đợi sản phẩm này sớm phát hành để xem những màn tương tác của cặp đôi vốn được rất nhiều khán giả yêu thích từ chương trình Sao Nhập Ngũ. Những khoảnh khắc ngọt ngào của Hậu Hoàng và Mũi Trường Long trong đời thường luôn được người hâm mộ quan tâm. Chương trình Sao Nhập Ngũ mùa này đặc biệt gây chú ý khi dàn khách mời tham gia đều là phái nữ. Bên cạnh những cái tên gây chú ý như Kỳ Duyên, Diệu Nhi, Nam Thư thì chắc chắn Hậu Hoàng đang là cái tên chiếm spotlight nhiều nhất. Nữ YouTuber thậm chí còn được fan nhiệt tình đẩy thuyền cùng Mũi Trường Long Nguyễn Việt Long. Mới đây, Hậu Hoàng đã đăng ảnh lên mạng xã hội. Thế nhưng khi những người bạn thân thiết còn chưa kịp vào tương tác thì Mũi Trường Long đã nhanh nhẹn để lại bình luận ngay bên dưới rồi. Cụ thể thì Hậu Hoàng đã đăng tấm hình chụp cùng một chú chó giống si ba mũm mĩm. Có lẽ chú boss xịn quá đáng yêu nên Mũi Trường Long đã không thể kiềm lại được mà bình luận: thằng nhiều lông đáng yêu ghê. Không vừa, Hậu Hoàng cũng lém lỉnh hỏi lại: thế thằng bên cạnh thì sao? Bình luận này nhận được rất nhiều sự tán thưởng của dân mạng. Và gần nhất, nhân dịp Tết Thiếu Nhi, Hậu Hoàng bất ngờ ngoi lên Facebook và đăng tải loạt ảnh mãi mãi tuổi 16. Những bức ảnh của cô nàng nhanh chóng nhận được lượng tương tác khủng của cư dân mạng. Tuy nhiên có một vài chi tiết trong loạt ảnh mà Hậu Hoàng đăng tải lại liên quan đến Mũi Trường Long khiến dân mạng dần dần. Theo đó, người hâm mộ đã nhanh chóng phát hiện trước khi Hậu Hoàng đăng tải loạt ảnh nói trên, anh chàng Mũi Trường Long từng sử dụng một bức ảnh có cùng bố cục y hệt. Điều này khiến fan đồng loạt cho rằng trước khi Hậu Hoàng đăng ảnh đã đưa cho Mũi Trường Long xem trước. Chưa dừng lại ở đó, fan còn phát hiện thêm một chi tiết, đó chính là anh chàng Mũi Trường Long không hề tương tác với Hậu Hoàng trên Facebook như trước mà chuyển sang Instagram nhằm tránh bị trêu chọc, xăm soi quá nhiều. Nhất cử nhất động của Hậu Hoàng và Mũi Trường Long luôn nhận được sự quan tâm của khán giả. Mới đây trên trang Instagram cá nhân, Hậu Hoàng bất ngờ đăng tải khoảnh khắc siêu dễ thương của mình và những chú cún cưng. Loạt ảnh này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Đáng chú ý nhất chính là việc chỉ sau một phút khi Hậu Hoàng đăng tải loạt ảnh thì người hâm mộ đã nhanh chóng nhận ra Mũi Trường Long cũng đã vào thả tim. Theo như cư dân mạng thì chỉ có những người tương tác với nhau nhiều hoặc đặt thông báo mới có thể thả tim nhanh đến như vậy. Qua đó, nhiều người hâm mộ tiếp tục củng cố niềm tin về việc đẩy thuyền cho cặp đôi. Đặc biệt, hành động thả tim nhanh ngang ngửa với người hâm mộ khiến nhiều khán giả đặt cho Mũi Trường Long biệt danh người chơi hệ tên lửa, bởi cứ bức ảnh nào mà Hậu Hoàng đăng tải là anh chàng cũng nhanh chóng thả tim lia lịa, không trượt phát nào. Không những thế, cả hai cũng liên tục tung thính trên mạng xã hội, từ đăng ảnh thân thiết đến loạt bình luận tương tác cực đáng yêu. Nhất cử nhất động giữa Hậu Hoàng và đồng chí Long luôn được netizen soi khá kỹ. Mũi Trường Long hiện đang sở hữu lượng người theo dõi tăng chóng mặt, hơn 80.000, lượt thích các ảnh cao nhất đã hơn 90.000. Bỗng nhiên nổi tiếng sau Sao Nhập Ngũ, Mũi Trường đã chỉnh các ảnh cũ về chế độ bạn bè, hay cả ảnh đại diện mới đây nhất dù để công khai, nhưng cũng cả chế độ hạn chế tương tác, bình luận. Đáng chú ý, trong số gần 200 bạn bè tương tác với bức ảnh này, chỉ có duy nhất một người thả phẫn nộ với đồng chí Long, và đó không ai khác chính là Hậu Hoàng. Lẽ nào Hậu Hoàng đang muốn gây chú ý với chỉ huy của mình? Lộ cảnh Hậu Hoàng khóc nức nở trong show mới, phản ứng của nam chính lại quá chán, fan liền réo Mũi Trường Long. Sau thành công của Sao Nhập Ngũ, Hậu Hoàng tiếp tục tham gia show thực tế tiếp theo mang tên Sàn Đấu Vũ Đạo, đối đầu với những cái tên như Em Le, Tê Linh, Cát Linh Phan Võ, Thiều Bảo Trang, Ly Kim Cương. Theo đó, bên dưới bài đăng, Hậu Hoàng đã yêu cầu ban tổ chức hãy để tên mình là Thúy Hậu thay vì nghệ danh Hậu Hoàng như trước đây. Điều đáng nói là Thúy Hậu chính là câu cửa miệng của Mũi Trường Long hay gọi Hậu Hoàng. Trong chương trình Sao Nhập Ngũ,
Tất cả các chiến sĩ lẫn các nữ nghệ sĩ đều gọi nữ YouTuber là Hậu Hoàng, riêng chỉ có Mũi Trường Long gọi cô là Thúy Hậu. Vào thời điểm đó, Hậu Hoàng từng bộc bạch không thích gọi là Thúy Hậu. Thế nên việc cô nàng lươn lẹo đòi chương trình sàn đấu vũ đạo để tên mình là Thúy Hậu khiến khán giả cho rằng Hậu Hoàng đã bị ghiền cái tên này. Mũi Trường Nguyễn Việt Long và Hậu Hoàng là cặp đôi nhận được sự chú ý và yêu thích của người hâm mộ. Cả hai được khán giả nhiệt tình đẩy thuyền suốt 16 tập phát sóng của Sao Nhập Ngũ. Trước thời điểm chương trình kết thúc, Mũi Trường Long gây xôn xao khi thừa nhận từng lập gia đình nhưng đã ly hôn và có một cậu con trai 4 tuổi. Tuy nhiên không vì thế mà Hậu Hoàng bỏ mặc anh chàng, cô nàng vẫn liên tục đăng tải hàng loạt bài viết bày tỏ sẽ bảo vệ Mũi Trường Long hết mình trước sự tấn công của cư dân mạng. Và mới đây trên fanpage chính thức của chương trình, nhà sản xuất đã tung ra một đoạn video hậu trường. Lúc này, bạn diễn chung với Hậu Hoàng là Ngọc Tân đã bất ngờ hé lộ một đoạn clip nữ YouTuber òa khóc nức nở vì tập luyện quá vất vả. Lúc này, Hậu Hoàng đã hé lộ lý do mình nghỉ tập được một năm rồi nên bây giờ người mình khá cứng. Hôm đấy mọi người ép cơ lại cho người dẻo về đau quá nên đó là phản ứng tự nhiên thôi, không có gì đâu. Nhưng clip đấy truyền ra bên ngoài thì xui, mọi người sẽ cười vào mặt mình. Có thể thấy việc dìm Hậu Hoàng khiến Ngọc Tân khá thích thú. Tuy nhiên không ít khán giả lại cho rằng phản ứng này quá chán, đồng thời không quên xéo tên Mũi Trường Long dỗ dành Hậu Hoàng vì cờ rát quá vất vả. Sàn đấu vũ đạo 2021 sẽ có tổng cộng 12 đội tham gia. Qua đánh giá phần thi của các thí sinh ở mỗi tuần, chương trình sẽ loại dần cho tới khi tìm được đội vô địch. 12 đội sẽ thi theo chủ đề âm nhạc của từng tuần. Với các thể loại âm nhạc đa dạng khác nhau, các thí sinh sẽ phải ứng biến về kỹ năng từ duy dựng bài, làm việc với nhóm nhảy. Sau tập đầu tiên chào sân, từ tập thứ 4 sẽ có một đội bị loại mỗi tập. Chính vì vậy mà tính cạnh tranh sẽ rất căng thẳng. Vào tối ngày 12 tháng 6, tập 1 của sàn đấu vũ đạo 2021 đã chính thức lên sóng HTV7. Đêm thi đầu tiên này có thể được xem là đêm thi thoải mái, nhẹ nhàng, ít áp lực nhất vì sẽ không có thí sinh nào bị loại. Với chủ đề tập 1 là di tai, 12 đội thi thỏa sức sáng tạo để mang đến 12 màn chào sân với màu sắc và cá tính riêng biệt của mình. Thúy Hậu, Ngọc Tân bật tung năng lượng của ban giám khảo và khiến khán giả đứng ngồi không yên khi mang concept Sao Nhập Ngũ lên sân khấu. Khán giả lại lần nữa nhìn thấy hình ảnh của đồng chí Thúy Hậu trong trang phục chiến sĩ, khoe vũ đạo sôi động nhưng không kém phần đáng yêu trên nền nhạc được làm mới của cô gái mở đường. Giải thích cho ý tưởng màn chào sân của mình, Hậu Hoàng chia sẻ: "Đợt rồi mọi người không gọi em là Hậu Hoàng nữa mà gọi là đồng chí Thúy Hậu, nên hôm nay muốn mang hình ảnh cô bộ đội lên." Năng lượng trẻ trung, tươi mới từ tiết mục này đã nhận được cơn mưa lời khen từ các giám khảo. Nô Phước Thịnh khẳng định, sự sáng tạo, sự vui nhộn mà Thúy Hậu, Ngọc Tân đem lại sẽ khiến các team khác cần dè chừng. Hai bạn gặp nhau rất đúng vì một chữ thôi là điên. Đông Nhi cực kỳ phấn khích với tiết mục sôi động mà team Thúy Hậu mang đến. Giám khảo John Huy Trần cho rằng, đây là sự kết hợp tuyệt vời từ thí sinh, biên đạo, nhóm nhảy. Đây thật sự là bài anh muốn xem và anh muốn khán giả xem nhiều hơn nữa trong chương trình này. Cặp đôi Hậu Hoàng và Mũi Trường Long tới nay đã nhận được nhiều sự yêu thích của cộng đồng mạng. Sau những màn thả thính bay ngập trời, ai cũng mong mỏi cả hai sẽ sớm có một cái kết có hậu. Bạn nghĩ sao về cặp đôi này? Chia sẻ dưới bình luận ngay nhé!